một truyện ngắn được trích trong tập sang đa hiệu phát hành vào cuối năm 1963. Truyện ngắn với tựa đề Món quà tặng, tác giả Hà Thanh My. Tính lại, Hùng thấy mình đã sống gần một năm tại trường võ bị quốc gia rồi. Thời gian đi chóng thật, mới ngày nào, chàng từ giả nếp sống, của một sinh viên dân chính để tình nguyện nhập học khóa 19 sinh viên sĩ quan hiện dịch những ngày đầu tiên chàng lấy làm khó chịu khi phải sống tập thể theo một thời khắc chật hẹp mà những hành vi những lối đi đứng ăn nói được quy luật hóa trong những khuôn phép khắc khe mới lạ nhưng lần hồi chàng đủ sức chịu đựng và đã hãnh diện vượt qua những ngày tháng kế tiếp sau ngày lễ gắn anh pha vì đã quen với đời sống ở đây chàng mãi miết làm việc làm trong kỷ luật trực tự trong niềm hân hoan thiện chí và hầu như không để ý đến thời gian nữa chàng hồi tưởng lúc mới di cư vào nam cha mẹ mất vì bị bọn vi sát hại chàng ở với chú nhà rất nghèo, nên cả hai chú cháu phải làm việc hết sức mới đủ sống. Chú chàng ngày ngày đạp xe đi hớt tóc dạo. Chàng vừa đi học vừa kèm trẻ. Ba năm sau, chú mất. Lúc bấy giờ, chàng đã được 21 tuổi và đang học lớp đệ nhị ở trường Nguyễn Trãi. Nhà đã nghèo, lại lo tan chú nên càng túng bấn hơn. Chàng cố gắng học hành ngày đêm, vì ngoài việc học chàng còn phải đi kèm trẻ. Cũng nhờ vậy, mà cuối niên khóa chàng đổ tú tài một. Năm sau, chàng đổ luôn tú tài hai. Sinh kế có phần dễ chịu hơn. Chàng đã xin được một chân dạy học ở một trường tư thục Lương cũng tạm đủ sống. Chàng ghi tên vào học lớp kiến trúc vì khoa này rất hợp với sở thích của chàng ngày ngày chàng đi học bằng ô tô bít đó là một phương tiện di chuyển rất ít tốn kém lại an toàn cứ đến giờ là chàng ra đón xe phú nhuận bệnh viện cộng hòa và đến ngã tư công lý phan đình phùng chàng xuống về trường gần đó tan học chàng lại đón xe ở baxter ngay hông trường những chiếc xe bít sài gòn phú nhuận vào những giờ tan sở thật là kinh khủng người ta đứng nhẹt cả xe, những người vội vàng muốn về nhà sớm bám cả hai bên cửa. Hôm ấy cũng như mọi ngày, chàng đứng đợi xe. Ba chuyến buýt chật ních lần lượt chạy qua, chàng không thể nào leo lên chiếm được một chỗ đứng và đành ôm cặp cố đợi những chuyến xe sau. Cùng đứng đợi xe với chàng, một thiếu nữ có vẻ một nữ sinh tay cầm cuốn sách dày, vẽ trầm buồn, đẹp kín đáo. Làn da trắng mịn dưới làn áo xanh màu nước biển. Nàng đứng đợi xe lâu lắm rồi, và cũng như chàng, cả ba chuyến xe đều không thể lên được. Nàng có vẻ buồn chồn, thỉnh thoảng nhìn về hướng chợ để trong xe đến. Biết có người để ý đến mình, nàng hơi lúng túng tay vâng vê cuốn sách và khẽ lật từng trang. một chuyến xe khác đến. lần này tương đối ít khách. nàng leo lên xe sau khi khẽ liếc nhanh về phía chàng đứng. chàng cũng vội bước lên theo. xe chuyển bánh về hướng tân định. dọc đường, thỉnh thoảng hai người lại khẽ liếc nhìn nhau. khi bốn mắt cùng gặp, họ vội nhìn hướng khác. xe đến trạm chợ phú nhuận, nàng xuống chàng đứng trong theo cho đến lúc xe chạy và bóng nàng khuất đi trong đám đông tự nhiên chàng cảm thấy bâng khuâng đây không phải là lần đầu tiên chàng thấy người đẹp chàng đã tiếp xúc rất nhiều đá hoa biết nhưng chàng chưa bao giờ để ý đến ai nói lần này mới gặp người thiếu nữ ấy chàng rung động thật tình khi về đến nhà chàng thấy buồn làm sao ấy hôm sau lúc tan học chàng vội chạy nhanh ra chỗ đợi xe mong gặp lại nàng đến nơi chàng vui mừng thấy nàng vẫn còn đứng đợi xe ở đấy lúc ngồi trong lớp chàng đã sửa soạn những câu hỏi để tìm cách làm quen nhưng ra đây chàng lại chẳng dám thực hành chỉ sợ nàng không trả lời thì xấu hổ đến chết được không khéo lại mất cảm tình cũng nên vì thế chàng đứng yên và thỉnh thoảng nhìn thoáng qua xem nàng có để ý đến mình không chàng phải làm ra dáng nghiêm trang hầu mong chiếm được cảm tình của người đẹp lúc nàng xuống xe chàng đánh bạo khẽ gật đầu chào khi nàng liếc nhìn lên nàng hơi mỉm cười rồi đi thẳng những chuyến sau Chàng dần dà làm quen được nàng qua vài câu chuyện vặt dọc đường và từ đó trở nên thân nhau. Những lúc đi học chàng cố đi sớm hơn để đón nàng cùng đi. Nàng có cái tên rất hợp với người của nàng. Ngọc Lan. Hoa Ngọc Lan có một vẻ đẹp kín đáo, hương thơm dịu dịu thì nàng Ngọc Lan đây cũng thế. Với vẻ đẹp kín đáo, dịu hiền của nàng Ai thật trong lần đầu tiên cũng phải cảm mến ngay. Tình quen biết qua lại lâu ngày, chàng và nàng yêu nhau tha thiết. Mối tình trong trắng và đẹp như một bài thơ. Nàng năm nay 19 tuổi, vừa đổ xong bằng tú tài một. Nhà cũng nghèo, nàng lại chỉ còn có một mẹ già và một em gái. Gia đình nàng di cư vào Nam cùng năm với chàng. Cha nàng mất cách hai năm sau được di cư. Mẹ nàng phải buôn bán, thêm vào số tiền dành dụng khi cha nàng còn sanh thời, mới đủ lo cho nàng và em nàng ăn học. Năm nay khi thi đổ xong bằng tú tài một, nàng xin được vào làm thư ký ở viện đại học. Ngày hai buổi, nàng đi làm bằng ô tô bít. Tuy đã lớn tuổi, nhưng nàng giao thiệp rất ít chuyện hai người yêu nhau nàng không dám giấu mẹ mà phải thưa thật cả nàng giới thiệu chàng với mẹ thấy hai người yêu nhau thật tình và chàng có vẻ đứng đắn có học nên mẹ nàng rất bằng lòng và muốn cho cả hai được nên duyên vợ chồng nhưng những niềm vui không bao giờ hay rất ít xảy ra quá hai lần hễ tình duyên trọn vẹn thì sự nghiệp lại long đông cuối niên học ấy chàng chẳng may bị trượt năm thứ nhất kiến trúc chàng định cố gắng theo đuổi nhưng tuổi đã lớn tương lai còn mù mịt hơn nữa trong lúc đất nước còn nghi ngửa vì giặc cộng bao chàng trai trẻ cùng lứa tuổi chàng đã tình nguyện gia nhập quân đội để chống giặc Chàng cũng là công dân của một nước yêu tự do, chuộng hòa bình, lại bị xa lìa quê hương vì vi Vì thế, chàng không thể nào làm lơ được khi đứng trước hiện tình của xứ sở. Cũng vì thế, chàng bỏ ý định tiếp tục học ngành kiến trúc. Và cũng đúng vào lúc trường võ bị quốc gia tuyển chọn hơn 400 sinh viên vào học khóa 19, chàng đã không ngần ngại nộp đơn khám sức khỏe. Ngọc Lan và mẹ nàng đều rất ngại ngùng trước ý định của chàng. Nhưng khi nghe chàng phân trần hơn thiệt, nàng và mẹ mới yên tâm. Và nàng không muốn cho cuộc tình duyên của mình sớm tan vỡ khi chàng nhập học. Nàng sợ rằng nếu chàng ra đi mà chỉ hứa hẹn xuân thì rất có thể một ngày nào đó chàng sẽ quên nàng. Vì vậy, nàng dục chàng nếu thật yêu nhau nên nhờ người đứng ra xin để hai bên làm lễ giảm hỏi như vậy chàng và nàng cả hai đều yên trí để lo việc học tập và làm ăn chàng rất bằng lòng ý định của nàng và nhờ người quen đến xin mẹ nàng cho cả hai được nên duyên sau này khi chàng tốt nghiệp xong trường võ bị quốc gia lúc đó sẽ làm lễ cưới cũng không muộn mẹ nàng bằng lòng và lễ giảm hỏi của hai người được cử hành trong vòng thân mật. Để kỷ niệm cho ngày vui của hai người, bấy lâu chàng dành dụng tiền dạy học, mang ra mua sắm lễ vật, còn dư lại hơn 2.500 đồng. Chàng mua tặng nàng một sợi dây chuyền bằng vàng để kỷ niệm. Nàng cũng lấy tiền dành mua tặng chàng một chiếc đồng hồ hơn 1.500 đồng. Sau lễ giảm hỏi đó một tháng, chàng được giấy báo chàng được nhận vào học lớp sinh viên hiện dịch của trường võ bị quốc gia hai ngày trước khi lên đường nhập học nàng đã làm một bữa tiệc nhỏ để cùng mẹ và các bạn thân tiễn chàng lên đường ngày lên đường trình diện ở thủ đô nàng đã khóc rất nhiều lòng chàng lúc bấy giờ trong mối tơ vò buồn xa người yêu lo lắng ngày mai đây lúc nhập học không biết có đủ sức không nhưng rồi những lo lắng ấy cũng vơi đi lúc tàu chuyển bánh xa rừng thủ đô để băng mình vào trong rừng núi trên con đường sắt dẫn đến cao nguyên chung quanh chàng cũng có hàng trăm thanh niên trạc tuổi chàng họ vui vẻ nói chuyện cười đùa hoặc ca hát trên không trung chốc chốc lại có vài chiếc phi cơ bay theo để bảo vệ an ninh tự nhiên chàng cảm thấy hăng hái và liên tưởng đến những chuyến đi của những người trai trong những phim ảnh mà chàng đã được xem. Trung quanh, rừng núi chạy dài xa thẳm, những cánh đồng lúa xanh rờn nổi bật vài cánh cỏ trắng, cảnh vật mới lạ và tuyệt vời đối với chàng. Mới đó mà nay đã gần một năm qua, ngồi nhớ lại, chàng tưởng như mới hôm nào, sự hoạt động không ngừng, làm chàng quên thời gian. Giờ đây, chàng trai của thổ trước, ủy mị, rụt rè, mến yêu. Chàng đã rắn chắc, dũng cảm và hoạt động. Nếu vị hôn thê của chàng mà trông thấy, có lẽ phải ngạc nhiên lắm. Nhưng còn vài hôm nữa là kỷ niệm ngày vui của chàng. Ngày lễ giảm hỏi, chàng đã viết thư về nhà, mời mẹ nàng lên Đà Lạt chơi. Mẹ nàng nhận lời, và cả nàng cùng lên thăm chàng phòng khách sinh viên sĩ quan vào một buổi chiều thứ bảy. Thật là tấp nập và nhộn nhịp. Thân nhân sinh viên vào thăm đông như ngày lễ. Những tà áo màu bay phất phơ trong gió lọng của núi rừng, in bậc trên nền trời xanh đậm của ngàn cây. Đồi thông reo vi vu như mừng đón khách viễn du. Rừng núi xa xa sương phủ mịt mờ như những bức tranh tàu. Cảnh đẹp và lòng người vui vẻ không thể nào tả xiết. Mẹ nàng, nàng và em đến đúng vào giờ sinh viên sĩ quan tập diễn hành về. Ôi những chàng sinh viên võ bị với những hàng kiếm sáng người của sinh viên cán bộ và những khối súng song song trên bộ quân phục tiểu lễ oai vệ và đẹp quá. 15 phút sau, chàng được phép gặp người yêu. Mừng vui nói chẳng nên lời mẹ nàng thấy con rể hồng hào oai nghiêm trong bộ quân phục càng thêm đẹp lòng riêng nàng thì khỏi nói nếu không có khách đông đảo nàng đã ôm lấy chàng cho thỏa nhớ nhung chàng mời mẹ và nàng cùng em vào giải khác thưa mẹ ở đây họ bán đầy đủ mọi thứ cần thiết cả ăn lẫn uống giá cũng như bên ngoài nàng khôi hài thế sinh viên đông thế này trường không muốn thêm vài cô nữa vào bán. Ba cô thôi làm sao tiếp kịp các ông? Chàng trả lời ngay. Có đấy chứ, nhưng có lẽ còn phải kén các cô. Mà thế nào cũng có. Thấy những bàn ghế cùng những tranh vẽ bày trong phòng có vẻ lạ mắt. Nàng hỏi, những bàn ghế và những tranh này thợ nào làm mà có vẻ Picasso vậy anh? những bàn ghế này và luôn cả tranh vẽ đều do tay của các khóa đàn anh làm và vẽ lấy luôn cả ngôi nhà này nữa cũng đều do các anh ấy cất lên chà các ông ấy giỏi quá nhỉ sinh viên võ bị mà cái gì lại chẳng biết em chẳng nghe đến danh từ đa hiệu ư danh từ ấy để chỉ vào sinh viên võ bị đấy Bên ngoài bước vào vài ba loại tỳ vui vẻ, nhanh nhẹn. Nàng hỏi, sao lại có mấy ông nhỏ thế hở anh? Chàng trả lời, nhỏ thế nhưng họ đều có tú tài hai cả rồi. Trường nhận tất cả những sinh viên có tú tài hai. Mấy năm trước thì 17 đến 22, nhưng nay chương trình thu gọn nên nhận từ 17 đến 24 tuổi. Trong họ nhỏ nhưng sức chịu đựng của họ dai lắm đến bọn anh đều phải ngán cả. Cũng có những sinh viên được chọn đi Mỹ học trường West Point đấy. Mẹ nàng chẳng hiểu West Point là gì, vội hỏi. "West Point là trường gì thế con?" "Thưa mẹ, đó là trường quân sự lớn nhất bên Mỹ cơ đấy ạ." À? "Thế à?" nàng hỏi, "Họ làm sao lại được sang học bên Mỹ sướng thế anh?" Đặc biệt khóa 19 của tuổi anh được chọn hai người sang học bên ấy Họ là hai sinh viên xuất sắc Và được tuyển chọn trong số hơn Một trăm sinh viên tình nguyện dự thi Gần 8 giờ tối Chàng tiễn mẹ, người yêu và em Lên xe ra phố ngủ Sau khi đã dặn dò thế nào ngày mai Chàng cũng xin phép ra sớm để đón Đêm đó, chàng thao thức mãi Mong trời chóng sáng Chàng chuẩn bị tiền nông bấy lâu, đừng hơn 500. Số tiền này, chàng đã nhịn tiêu vặt hàng tháng mới để giành được. Nhưng ngày kỷ niệm, chàng định mua biếu nàng chiếc xe đạp để đi làm cho tiện. Nghĩ thế, nên chàng bán chiếc đồng hồ của nàng tặng và thêm vào số tiền dành dụng trên kể là vừa đủ. Tờ mờ sáng, chàng đã thức dậy tắm rửa thay áo quần để chờ lấy giấy phép đi phố luôn. Ra đến nơi, đã thấy nàng đợi sẵn, chàng vùng vã. Mẹ đâu em? Mẹ và em Liên đi thăm người quen. Em đứng đợi anh một mình thôi, sốt ruột quá. Anh biết thế, nên được phép là lên xe ngay. Thôi, chúng mình đi dạo bờ hồ Xuân Hương một vòng đi. Tuy trời hơi lạnh, nhưng đã có đối tượng bên cạnh thì ấm lắm. À, em đã dùng điểm tâm chưa? Chưa anh ạ. À. Thôi, chúng mình đi ăn sáng đã, sau hẳn hay. Em cầm gói gì cục kỹ thế? Sau hẳn biết, giờ đi ăn đã. Em cũng hơi đói đây. Chà, nay hẳn lại có sự bất ngờ. Chắc hẳn rồi. Sau khi điểm tâm xong, chàng và nàng dắt nhau đi dạo quanh hồ hồ vào lúc này còn vắng, sương mai còn phủ kín cảnh vật viên hồ, hơi nước bay nhẹ nhàng trên hồ, như muôn ngàn ánh tơ giăng. Chàng và nàng sánh bước đều đều trên đường nhựa, dẫn đến công viên Bích Câu. Hồi lâu, chàng hỏi, em độ rầy vẫn đi làm bằng ô tô bít hả? Vâng vẫn như cũ, nhiều lúc cảm thấy bất tiện quá. Phải, em đi như vậy mất thì giờ lắm. Lại nữa, buổi trưa nóng bức, chen chúc có hại sức khỏe lắm. Vì thế, anh có món quà để tặng em một chiếc xe đạp. Phát chờ đây, lát nữa chúng mình đến lấy. Gửi xe Minh Trung về cho em. Nàng cảm động, tiền đâu ra mà anh mua, mỗi tháng còn phải tiêu bao nhiêu thứ. Với đồng lương trung sĩ, làm sao dư được? Có tiền thì thôi chứ, em lo gì Miễn là anh không làm điều phi pháp Em đừng ngại Em vang anh Đừng dành dụm vì em Anh đang tập luyện mệt nhọc Cần được tẩm bổ luôn luôn Không lại ốm đau Thì thật khổ cho em lắm đấy Hùng cầm tay vị hôn thê mỉm cười ranh mảnh Anh vẫn nghe lời em Không đến nỗi ăn uống thiếu thốn đâu Tháng vừa rồi có lệnh giới nghiêm Anh không ra phố có tiêu gì đâu. Nhưng chiếc xe giá những năm trăm kia mà, tiền đâu mà anh mua cho em? Anh nói thật với em đi. Hùng bí lối, tiếng gừng lan ngập ngừng. Em đừng rầy anh, anh mới nói hứa đi. Lan chớp mắt, vừa lo sợ phập phòng, nàng khẽ gực. Anh bán đồng hồ để thêm vào số tiền dành mấy tháng nay. Lan bỗng thấy có cái gì cay cay ở mắt nàng ngập ngừng thế lấy gì anh xem giờ đời sống anh theo nhịp kèn mọi việc đều có tính chất tập thể cần gì đồng hồ nhưng bỗng hùng cảm thấy hình như lan cũng có vẻ ngượng nghịu em sao thế em giận anh à lan mân mê tà áo nhìn xuống đất em hạnh phúc lắm chứ nhưng có điều em phải thú thực với anh đến lượt Hùng lo sợ Phật phòng, Lan nũng nịu. Anh có giận em không đã? Đừng giận em mới nói. Cái đó còn tùy. Không, anh đừng nghi oan cho em. Em không phải là loại người ấy đâu. Em chỉ có anh thôi mà. Hùng hơi vững dạ, yên lặng chờ nghe Lan nói nhanh. Em cũng đã bán sợi dây chuyền anh tặng em dạo nọ thêm vào chút ít để mua cho anh mấy cái áo len chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay nhiều đêm em thao thức nhớ tới anh đang phải thực tập ban đêm hoặc canh gác ngoài trời mưa phùn mà em muốn khóc quá tiền lương hàng tháng vừa đủ chi dụng trong gia đình mẹ giàu này lại hay ốm vặt em đành phải bán sợi dây chuyền mua tặng anh những thứ cần thiết đó em chỉ lo anh đau yếu thì phiền cho chúng mình lắm và cho em vô cùng. Anh không giận em chứ? Hùng không trả lời, chỉ siết chặt tay người yêu, rưng rưng nước mắt. Mặt trời đã lên cao, trong vườn hoa bích câu, vài giọt sương mai còn động lại, trên những cành hoa yếu đuối. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo một hương thơm mờ ảo. Xa xa, đôi chim nhỏ liếu lo bản nhạc tình bản nhạc tình riêng của chúng